xin chào tất cả quý độc giả của Southstar. Ngày hôm nay Hen tham gia một talk show mới của Southstar, đấy chính là Southsport. Và ngày hôm nay mọi người sẽ xem là Hen có thể tham gia đúng thử thách cũng như là có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà Southsport đưa ra cho Hen hay không nhé. Ngày cấp 3 thì em chơi bóng chuyền, lên đại học thì em chơi bóng ném. Cả hai đều rất là thích. Ví dụ như là bóng chuyền thì Hen cảm thấy là mình cảm thấy rất là nhiều năng lượng và nhảy. Đại khái là những Hen là một cái người rất là yêu thể thao. Và cả hai môn đó Hen cảm thấy rất là thích. Nếu mà nói thích nhất thì Hen không có đưa ra được, tại vì cái nào cũng thích hết. Nếu mà tập thể dục và giữ dáng, tập hình thể thì Hen ưu tiên tập cho vòng 2 và vòng 3. Hen thì thường là tập bụng với tất cả những cái bài tập mà PT đưa ra về những bài tập mà liên quan đến bụng. Bài tập vòng 3 thì tất cả những bài tập luôn, và squat là không thể bỏ qua được. Chào em, anh là Tuấn Giác, anh là fitness manager, quản lý câu lạc bộ. Vâng, em chào anh. Em là Henny. Thời gian tới thì em có gọi là khoảng cuối năm, tầm tháng 12 là em sẽ dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới tại Thái Lan. Thì em cũng có những thắc mắc khi mà vào buổi tập ngày hôm nay. Thì bây giờ mục tiêu của em mà để mình tập luyện là chủ yếu của cơ thể mình là như thế nào? Em thì đi thi thế giới và cuộc thi này là cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ, rất là ưu tiên, không phải là chuộng về những cái sắc đẹp khỏe khoắn, hình thể săn chắc. Thì cái mục tiêu em tập cũng vậy, em muốn cơ thể của mình thật săn chắc và thật sự là nó phù hợp với cái thân hình của em. Thì hiện tại về cơ thể của em ưu tiên để mình tập luyện những cái vùng nào trong cơ thể? Em thì do là thời gian vừa rồi là em khi mà hồi trước em có tập vừa tăng cân thì nó không có thể lên được. Xong rồi em mới đổi qua là em ăn cho tăng cân rồi mới ship người. Thì bây giờ là em phải ưu tiên tập cho vòng 2 và vòng 3. Nếu có một khi mà nhìn vào một người phụ nữ mà có cái vòng 2 mà săn chắc đó là nhìn vòng nào cũng đẹp hết. Tại vì em nghĩ là không chỉ là cái thời gian này em tập luyện mà trong cuộc thi em có những cái gọi là cái khó khăn, tại vì em nghĩ trong cuộc thi em sẽ không có nhiều thời gian để em có thể đi tới phòng gym, và đôi khi là ở bên Thái em cũng không biết phòng gym ở đâu. Nếu mà có thời gian thì anh có thể tư vấn cho em những cái bài tập, ví dụ như là những cái bài tập ở nhà, ở phòng tập mà không cần tới dụng cụ thì mà em vẫn có thể tập được bụng. Thì mình nói chung là có rất là nhiều cái bài tập để mình tập. Thì khi mà về tập luyện chỉ cần phạm vi một cái chuông trên sàn là em đã tập được rồi. Thì nói chung là những cái bài tập chủ yếu là trên sàn. Như là squat, những động tác bụng trên sàn hay là tác push up ở trên sàn thì mình đã có thể tập về core của mình được. Với lại là em cũng có một cái khó khăn trong cái thời gian này á, là gối chân của em nó không có được khỏe như ngày trước nữa, tại vì do em bị một cái chấn thương khi mà em tập. Thì tới thời điểm hiện tại thì nó không có được khỏe. Thành ra em tập những cái bài tập nặng hay là bài tập gì đó mà nhanh á thì cái gối em nó không có chịu được, và nó không có thể làm tốt cái vai trò trong cái bài tập ngày hôm đó. Nên là anh có thể là tư vấn cũng như là hướng dẫn em những cái bài tập nào mà nó phù hợp với cái đầu gối của em chịu được cái áp lực đó và nó vẫn vào. Tức là tập, ví dụ như là tập em rất là ưu tiên hợp tập cho vòng 3 của mình á, thì vẫn phải vào á, mà tập nó không quá nặng hay là không quá phải cardio nhiều quá. Thì nói chung là những cái bài tập của mình thì trong quá trình tập luyện cái dinh dưỡng là đứng hàng đầu. Thì mình tập luyện nó chỉ chiếm 40%. Mình ăn uống dinh dưỡng thì nó quan trọng hơn. Thì đồng thời anh vẫn đảm bảo cái quá trình tập luyện của em nó an toàn. Khi mà em có vấn đề về gối. Ăn uống thì em tập trung lắm. Tại vì em luôn, tức là em rất là đam mê ăn uống, nhưng mà khi mà đạt một cái mục tiêu là em cần cái body như vậy á, là em điều chỉnh cái phần ăn uống của mình rất rất là đều và phù hợp với cái điều kiện mà PT đưa ra. Ok, thì cái đó là quá dễ, quá tốt. Vâng ạ. Ok, vậy bây giờ mình bắt đầu tập luyện nha. Dạ, vâng ạ. Thế thì bây giờ anh hướng dẫn cho em buổi tập. Dạ, vâng ạ. Wow. Thank you.
Ok thì để cho mình biết là phát triển cái phần ba mình thì chủ yếu là có những cái bài tập squat, stop á trong phần ba của mình ha. Thì anh hướng dẫn em làm bài squat ha. Hai chân mình đứng thật rộng khoảng bằng vai mình ha. Mà. Tay thôi đây, đây khoảng tay này trước mình xuống, hết sau, ấp lên thẳng ra ha. Thế mà tôi nói squat nhìn lên trước này. Mình xuống không nhớ giữ thẳng bằng lưng mình ha. Mình xuống giữ thẳng lưng, đừng ngã lưng như thế này ha. À. Chỉ có là không để gối vào vòng của chân của mình. Sau lên thở, xuống thở ha. Bật phải. Cái phần lưng của em á, khi mà em squat á, nó hơi di chuyển một xíu ha. Dạ. Anh nhớ mình giữ cái phần lưng mình lại. Rồi. Của em khi em xuống nè, em xuống thẳng ngã. Thì nó sẽ không vô được cái phần cơ bụng của mình nhiều. Vâng ạ. Nhớ giữ chặt không, nhấn mông xuống. Giữ lưng lại, đúng rồi. Là sau cũng over squat luôn. Đúng rồi. À hồi nãy là em mở ấy nó nhỏ quá của nên em bị ngã cái lưng hơi nhiều. Mà nhớ giữ mũi chân mình thẳng thôi. Đúng rồi. Những cái động tác mà mình tập luyện khi mà em đi công tác, em đi du lịch thì đây đâu không cần tạ, không cần dụng cụ em vẫn tập được bình thường dưới vâng. Sàn này ha. Dạ. Khi em học cầm tay thôi. Dạ. Anh tập này có thâm gối không? Không. Tại em mặc bikini em thâm gối mất công. Cầm hết thay để vào là chân tiếp. Hướng dẫn em tập về phần cơ bụng của anh hả? Dạ. Để em nằm ngửa. Nằm ngửa hả? Đúng rồi. Nằm ngửa. Thank you.
Đã hoàn thành thử thách. Hơi nghịch một chút. Sau khi trải qua những bài tập của PT, mặc dù là không quá nhiều bài tập nhưng mà bản thân Hèn cũng cảm thấy đủ mệt đó, đủ sảng khoái, và điều quan trọng hơn hết đó là đủ tinh thần để có thể tập tiếp những bài tập khác. Nhưng mà đã hết bài rồi. Hôm nay thật sự PT đã chia sẻ cho Hèn những kinh nghiệm thực sự bổ ích. Tại vì Hèn không cần phải có dụng cụ, Hèn cũng không cần phải có diện tích khá rộng để có thể tập những bài tập dành cho vòng 3 của mình hay là nhất thiết là vòng eo của mình. Thì anh đã chia sẻ cho Hèn những bài tập rất là căn bản và Hèn nghĩ rằng là Hèn có thể tự tập. Và đôi khi Hèn có thể tự tập bài tập này với người bạn cùng phòng của mình. Sau thời gian đăng quang thì đúng là bản thân Hèn bị tụt cân rất là nhiều, giảm từ lúc thi từ 53 xuống còn 49. Thì Hèn tự bản thân mình cũng nhận thấy được cái điều đó, và Hèn cũng muốn có thời gian để có thể tập luyện, ăn uống điều độ hơn. Và sau cái thời gian vừa rồi thì Hèn đã có nhiều thời gian hơn, có thể ăn uống điều độ hơn và tập luyện được nhiều hơn, và hiện tại là vậy. Bản thân Hèn là dù cái thời điểm mình ốm hay là cái thời điểm hiện tại thì nó đều có những cái đẹp riêng. Chẳng hạn như là khi mình ốm thì mình mặc đồ mình cảm thấy nó fashion hơn, hay là bây giờ mình mập hơn thì mình mặc đồ có vẻ như là nữ tính hơn, lady hơn chẳng hạn. Hèn thường dành khá nhiều thời gian, ví dụ như là sáng sớm dậy là Hèn thường squat khoảng tầm 15 cái, hoặc là buổi tối trước khi ngủ là Hèn đều tập. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết không phải là bởi vì Hèn tập vòng 3 nhiều, mà bên cạnh đó Hèn phải tập vòng 2 của mình. Tại vì dù vòng 3 có to cỡ nào mà kèm theo vòng 2 cũng to theo thì nó không thể là mọi người sẽ không có thể nhìn thấy rõ được. Nên là cái việc mà cân bằng giữa vòng 2 và vòng 3 đó là cái điều rất là quan trọng. Và thậm chí là bạn có thể là hai bài tập này phải luôn đi đôi với nhau. Hèn thì không chỉ là tập mà bên cạnh đó là Hèn còn phải ăn uống. Từ thời gian mà bị gọi là lên sóng truyền thông rất là nhiều về cái chuyện mà mình rất là ốm thì mình ý thức được nhiều hơn. Thì từ cái thời điểm đó tới thời điểm hiện tại thì Hèn đã rèn luyện, Hèn nghĩ là chắc khoảng tầm 4 tháng. Cái khó khăn mà đạt được cái thời điểm hiện tại đó là về thời gian, về công việc cũng như là mình chịu được cái sức nặng khi mình tập hay không. Về thời gian thì Hèn không có nhiều thời gian lắm, Hèn thường xuyên phải di chuyển, đôi khi là mình quên cái phần bài tập của mình. Cái thứ hai là khó khăn nhiều nhất Hèn nghĩ là chắc là về cái lý trí của mình. Khi mà lý trí của mình gọi là chiến đấu dù có mệt đến cỡ nào mà vẫn ráng tập thì Hèn nghĩ là cái điều gì cũng sẽ có thể vượt qua được. Khoảng tầm 20 ngày nữa thôi là Hèn sẽ tham gia đấu trường quốc tế Miss Universe tại Thái Lan. Thì cái cường độ tập nó sẽ càng ngày nhiều hơn, cái việc mình ăn sẽ càng được siết chặt nhiều hơn. Và tập luyện nó không chỉ là tập ở những phòng tập mà là Hèn còn phải tập nhiều ở tại nhà của mình. Và ngay cả cái lúc mình đi lại mình cũng phải thường xuyên hóc bụng. Đó cũng là một cái bài tập hữu ích để Hèn có thể giữ dáng của mình được. Một phần nó cũng là như vậy bởi vì Hèn là một người rất là đam mê ăn uống, thậm chí rất là yêu, rất là thích những cái món của người Việt Nam mình. Tất cả những món bún chẳng hạn, đó nỗi niềm đam mê của Hèn. Và Hèn đi bất cứ nơi nào, lý do tại sao là mỗi lần Hèn di chuyển ở tỉnh là Hèn lại hay tăng cân, bởi vì Hèn rất là đam mê ăn những món ở tại địa phương đó. Và những điều đó thường Hèn thường có suy nghĩ là mình cứ ăn đã đi xong về mình tập lại. Đó cũng là một cái phần mà làm cho Hèn không thể cân bằng được cái việc mà giữ dáng của mình khá khó khăn. Vâng, Hèn cảm ơn quý độc giả của South Star hôm nay đã theo dõi hành trình của Hèn. Hy vọng là những cái chia sẻ của Hèn các bạn có thể chia sẻ và đóng góp thêm. Đây là những quan điểm của Hèn thôi chứ không phải là Hèn chia sẻ và bắt mọi người phải lắng nghe đâu nha. Hèn cảm ơn tất cả mọi người. Và đừng quên ủng hộ Hèn trong Miss Universe 2018 tại Thái Lan. Nếu bạn nào có cơ hội thì hãy đến Thái Lan để ủng hộ Hèn. Điều đó sẽ làm Hèn cảm thấy rất là hạnh phúc.